quần đảo Nam Du thuộc xã An Sơn, huyện Kiên Hải, cách bờ biển Rạch Giá khoảng 120 km. Nơi đây gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 11 đảo đã có cư dân sinh sống. Nhờ mang nét đẹp hoang sơ, ấn tượng của biển khơi bao la cùng những làng chài nhỏ thanh bình, nơi đây là một trong những điểm đến ở phía Nam được nhiều du khách ghé thăm. Kính thưa quý vị và các bạn, với vẻ đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho Nam Du và một quần đảo tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Nơi đây chúng ta cảm nhận rằng giống như một vịnh Hạ Long đã thu nhỏ lại, với nhiều hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Và chúng ta đến đây, chúng ta đã thấy được cái vẻ đẹp hoang sơ của Nam Du với những cảnh đẹp hùng vĩ, và đặc biệt nhất đó là những bãi biển chạy dài với bãi cát trắng. Và đến với Nam Du chắc chắn chúng ta sẽ trở lại lần thứ hai, lần thứ ba rất nhiều lần. Đến Nam Du vào những ngày tháng tư ngập nắng vàng, bãi cây mến, hòn củ tròn, bãi chệt, bãi ngự, hòn ngang, sở hữu bãi biển trong xanh cùng những cơn sóng rì rào, vỗ từng đợt vào bờ cát trắng mịn. Điều khiến mọi du khách ấn tượng nhất khi đến với hòn đảo nhỏ này chính là những tảng đá được xếp chồng lên nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng sống động. Đặt chân đến đây, khung cảnh an yên làm nhiều bạn trẻ như gác lại tất cả âu lo để có được những phút giây thư giãn hoàn toàn. Được bạn giới thiệu với lại xem trên các trang mạng xã hội đó, thấy đẹp nên cũng có dịp sắp xếp thời gian đến đây để tham quan. Ở đây thì nó còn hoang sơ, cũng bên cạnh đó cũng có nhiều cái phát triển như các dịch vụ này kia là điều ổn. Đồ ăn ở đây thì cũng ngon, vừa miệng của người miền Tây mình ăn. Dạ, những các dịch vụ con người ở đây đều hòa đồng vui vẻ, hỗ trợ nhiệt tình trong các chuyến đi chơi này kia. Trên hành trình chinh phục Nam Du xinh đẹp, du khách sẽ trải nghiệm thú vị khi khám phá những hòn đảo lớn nhỏ trên chiếc tàu làm dịch vụ của người dân địa phương. Từ hòn Nòm, hòn Máu, hòn Hai Bờ Đập, hòn Ngang, với tầng nước biển không sâu và có nhiều đá dưới đáy, tập trung các loại san hô ẩn hiện trong làn nước trong veo. Chính vì vậy mà du khách không thể bỏ lỡ hoạt động lặn biển, ngắm vô số những rạn san hô nhiều màu sắc, hình thù. Không chỉ có quang cảnh đẹp, bầu không khí trong lành, quần đảo trữ tình này còn chiếm trọn tình cảm của mọi người bởi hương vị hải sản tươi ngon, hấp dẫn. Theo người dân địa phương, hòn đảo xinh đẹp này đi lên nhờ phát triển dịch vụ du lịch chừng chục năm trở lại đây. Thứ nhất là ở đây có bãi cây mến, có cảnh đẹp, rồi hàng dừa nhiều, Hai Bờ Đập, ngắm lặn san hô, Hòn Máu có bãi biển, du lịch phát triển thì nhà nước cũng có hỗ trợ ra mở những cái lớp như đào tạo hướng dẫn viên. Bây giờ là coi như là nếu mà phát triển du lịch thì mọi người đang tập trung vào cái vấn đề vệ sinh, rác thải thì cũng cố gắng xử lý. Với đà phát triển như hiện tại, người dân Nam Du đang rất quan tâm vấn đề môi trường, việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng hy vọng điện lưới quốc gia sớm về tới đảo, đồng thời được đầu tư nhiều hơn các công trình văn hóa, giải trí ở đây để phát triển du lịch. Tất cả đều mong muốn quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên trữ tình nơi quần đảo Nam đến với mọi người.